cảm thấy thị lực suy giảm, thường xuyên bị mỏi mắt, anh Nguyễn Thanh Liêm ở thị xã Phú Mỹ đến bệnh viện mắt tỉnh để kiểm tra. Kết quả anh Liêm bị bệnh lý, phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm đúng chỉ định của bác sĩ nên hơn một năm qua mắt của anh Liêm dần ổn định. Em cũng đã từng biết tìm hiểu về cườm nước, cườm khô, cũng biết về glaucom. Còn tình trạng mắt của em thì do em được phát hiện sớm cho nên em thấy cũng chưa có khác biệt nhiều lắm. Em tuân thủ đều đặn tại bác sĩ dặn em tới khám ngày nào thì em sẽ đi ngày đó. Tuy nhiên không phải người bệnh nào cũng sớm đến bệnh viện để kiểm tra khi mắt có biểu hiện đáng ngờ. Ông Nguyễn Văn Đạt ở huyện Châu Đức đi khám mắt khi đã không còn nhìn rõ. Ông Đạt được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh lý glaucom thị lực suy giảm chỉ còn 3 trên 10. Điều trị ở giai đoạn này, ông Đạt chỉ có thể giữ được thị lực, không tiếp tục giảm, chứ mắt không thể trở về trạng thái bình thường. Nếu mình phát hiện mà mình đi thường xuyên đi khám sớm á, thì nói chung là nó cũng có là cái hiệu quả của nó, mắt nó cũng sáng hơn. Hiện nay, Bệnh viện Mắt Bà Rịa Vũng Tàu đang theo dõi điều trị cho hơn 500 bệnh nhân mắc bệnh glaucom. Trong số này, hơn 90% người bệnh không biết tình trạng bệnh lý, không đi khám để phát hiện và điều trị kịp thời. Hiện nay thì cái tỷ lệ bệnh glaucom là khá cao trong cộng đồng. Và một cái điều hết sức quan trọng đó là khoảng gần 90% những người bị bệnh glaucom không biết là mình bị bệnh glaucom, không được phát hiện và không được điều trị. Vì vậy cho nên khi người bệnh đến với bệnh viện thường là ở cái giai đoạn nó đã trễ và cái việc phục hồi thị lực là không thể, nhưng mà cái việc bảo toàn thị lực là khó khăn. Theo các bác sĩ, bệnh glaucom diễn tiến một cách thầm lặng với những dấu hiệu ban đầu rất nhỏ và không xuất hiện thường xuyên như thị lực giảm từ từ, giảm thị lực khi vào nơi thiếu sáng, xuất hiện những cơn đau đầu. Vì vậy, nhiều người chủ quan bỏ qua các dấu hiệu của bệnh. Bác sĩ khuyến cáo những người thuộc nhóm nguy cơ cao như tiểu đường, huyết áp cao, người trên 40 tuổi, trong gia đình có người bị bệnh glaucom cần phải đi khám mắt định kỳ ít nhất mỗi năm một lần để phát hiện sớm bệnh lý glaucom nếu có.